cho phép xác định người mắc và khỏi COVID-19 bằng test nhanh. Ngày 28 tháng 12, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn về việc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để phát hiện người mắc COVID-19 và người khỏi bệnh. Theo Bộ Y tế, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, số mắc ngày càng tăng lên. Do đó, Bộ đề nghị các sở y tế, các cơ sở y tế hướng dẫn chẩn đoán điều trị COVID-19 để xác định ca bệnh. Cụ thể là Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn về 3 trường hợp để xác định một người nhiễm SARS-CoV-2 như sau. Thứ nhất, người có kết quả xét nghiệm real-time PCR dương tính với SARS-CoV-2. Thứ hai, người có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2. Và thứ ba, người không có triệu chứng có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bị nghi ngờ nhiễm hoặc người được xác định nhiễm COVID-19 trong khoảng 14 ngày và có 2 kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2. Còn với trường hợp xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện, F0 cách ly điều trị tại nhà, được dỡ bỏ cách ly điều trị khi thời gian đủ 10 ngày, kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 do nhân viên thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế, trạm y tế nơi quản lý người bệnh, chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho F0. F0 tại các cơ sở thu dung điều trị không có bệnh nền, nếu như triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên, có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp, CT lớn hơn hoặc bằng 30, hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 vào trước ngày ra viện, người bệnh sau khi ra viện cần ở tại nhà và tự theo dõi trong 7 ngày. F0 có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo các triệu chứng lâm sàng của bệnh COVID-19 hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên, có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc là nồng độ virus thấp, CT lớn hơn hoặc bằng 30, hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính với virus SARS-CoV-2 vào trước ngày ra viện. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.